Gần đây kinh thành xảy ra nhiều vụ án giết người liên quan. Người bị hại đều là quý nữ trong kinh thành, cho nên họ mời Thủy đại nhân đến hỗ trợ để điều tra. Nên đành phải để hắn bán bụi vào lầu xanh, chuộc lại bé An. Tôi nói cho cô gặp đứa con chứ đâu phải trả con lại cho cô đâu mà nói. Bởi vì đây là con ruột của lại nhân này mà. Tôi đảm bảo với cô, tôi sẽ đòi lại đứa con cho cô, giải quyết luôn tên đê tiện này. Tôi là dạng tiểu thư không thấy khuôn mặt của hắn. Lỡ như hắn nghĩ cô nhìn thấy hắn mà còn nhận ra cô là dạng tiểu thư thì liệu hắn có giết mũi diệt khẩu không? Chỉ quan cho cho chỉ 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 Ra đi nếu không đại nhân sẽ chết đó. Ông không sao chứ hả? Không sao. Tôi tưởng cô vô lễ với dạng tiểu thư. Khi không sao lại vô lễ với dạng tiểu thư chứ? Muội nhờ thập nghĩa muội dạy vài chiêu để phòng thân, nếu tên hung thủ tấn công muội, muội cũng đỡ được. Phải đó, để tôi dạy cô thêm vài chiêu, sau này có thể so tài với nhau. Được đó. So tài gì chứ, chưa đủ sao? Có vấn đề gì chứ? Phải rồi. Không có vấn đề gì. Tôi có vấn đề thôi. Tôi bị đau lưng nhức mỏi á. À, trời. Hả? Ông đau lưng nhức mỏi có phải hồi nãy bị té không? Để tôi thoa rượu thuốc cho. Có thoa cũng phải để tôi thoa giùm cho. Được. Để tôi tự thoa được rồi. Giờ này không còn sớm. Thông cái mũi à. Cô ra ngoài làm việc đi nha. Dạ, để tôi đưa dạng giấy thư cho. Được. Tôi và Lê Quân còn vài chi tiết ở trong vụ án cần phải bàn bạc. Cô đi đi ha, chúng tôi phải từ từ nói. Dạ. Cô thập nghĩa muội này không có biết phép tắc. Cổ là gì của huynh mà đòi thoa rượu thuốc cho huynh chứ? Thì phải, người thô lỗ này không biết phép tắc gì hết. Nhưng tôi và cổ thường xuyên đi điều tra, nhiều lúc cũng phải giúp đỡ lẫn nhau, cho nên cô biết đó, nên cổ giúp tôi là chuyện thường thôi. Cổ sao giống Lệ Quân tiểu thư đây, khuê cát lại biết lễ nghĩa chứ? Nhưng vừa rồi muội thấy ánh mắt cử chỉ của cổ, muội là con gái muội rất biết rõ, cổ coi huynh như ý trung nhân của mình đó. Trời, không có đâu, cổ đã có ý trung nhân rồi. Chết rồi. Ý trung nhân của dạng tiểu thư đã chết. Chàng trai đó vùi mài đèn sách mười mấy năm, định sau khi thi lấy công danh rồi sẽ thành thân với Lệ Quân. Ai ngờ trời gây ghét kẻ có tài, trên đường huynh ấy đi thi bị bệnh qua đời. Thì ra thập nghĩa muội tội nghiệp vậy sao? Muội phải đến an ủi cổ mới được. Ê, cô đừng có đi. Thập nghĩa muội đối với ý trung nhân của cổ rất nặng tình cảm. Mọi người sợ cổ không chịu được đả kích, cho nên người nha môn thông đồng nhau không cho cổ biết tin của huynh ý chết. Nhưng chuyện này đâu thể giấu lâu được. Lâu dĩ nhiên không có được rồi, nhưng 1-2 năm thì không thành vấn đề. Cho nên tôi mới từ từ nói từng chút cho cổ biết, để cổ từ từ chấp nhận cái sự thật này. Đông lâu tội nghiệp cho huynh quá. Giờ không nghĩ cách cũng đâu được đâu. Ý trung nhân của cổ là bạn thân của tôi nè. Trước khi huynh ấy lên kinh đã căn dặn tôi phải chăm sóc cho thập nghĩa muội thật là tốt. Bây giờ huynh ấy đã chết, làm sao tôi có thể không đối xử tốt với thập nghĩa muội của cổ như là tiểu muội của mình chứ? Muội cũng phải đối xử tốt với thập nghĩa muội. Ân sư đối với tôi ân trọng như núi, Lệ Quân lại là con một của ân sư, thử hỏi sao tôi có thể không đối xử tốt với cổ chứ, coi cổ như tiểu muội của mình chứ? Muội biết rồi, muội biết phải làm sao. Làm gì?
Nếu cô muốn tốt cho cổ thì đừng bao giờ nhắc đến chuyện ý trung nhân, đặc biệt là hôn ước giữa hai chúng ta. Cô đừng bao giờ cho cổ biết. Nếu không, cổ lại nhớ ý trung nhân, khó mà quên được huynh ấy. Muội biết làm sao rồi? Muội thật là khéo nghĩ cho người ta. Nè, làm gì á? Nếu như để Lệ Quân nhìn thấy cổ lại nghĩ đến cảnh ngộ của mình. Muội biết rồi. Sau này nhìn thấy Dạng tiểu thư, muội sẽ kiểm soát lại hành vi cử chỉ của mình. Một năm gần đây có 13 quý nữ ở kinh thành xuất giá, nhưng chỉ có 4 quý nữ này bị hại, những người khác thì không sao. Hai người còn chưa tìm được manh mối hả? Lỡ hai người không bắt được hung thủ, làm sao tôi yên tâm xuất giá? Phải không Đông Lâu? Với uy vọng của ân sư và chúng tôi lại đề phòng hết sức cẩn thận, tên hung thủ này khó mà ra tay được. Phải rất dặn tiểu thư, việc cấp bách bây giờ là chúng tôi phải bắt được hắn trước khi quý nữ kế tiếp bị hại. À, Thập Nghĩa Mùi nói đúng. Tôi và Thập Nghĩa Mùi hợp sức bắt tên hung thủ. Đến chừng đó, Lệ Quân sẽ yên tâm mà xuất giá ha. Mùi đã có hôn ước, xuất giá là chuyện sớm muộn. Nhưng còn Thập Nghĩa Mùi... Chuyện của Thập Nghĩa Mùi tự biết sắp xếp. Sau khi về huyện Lương Tài rồi từ từ mà tính đi ha. Cũng phải đó, chuyện đời khó đoán. Giống như Tân Lan của 4 vụ án mạng này, tất cả họ đều hớn hở vui vẻ, cứ nghĩ là có thể cùng người mình thương yêu suốt đời ở bên nhau. Nhưng mà không ngờ... Dạng thiếu thư à, chuyện đã qua rồi thì cứ để cho nó qua luôn đi. Biết đâu sau này sẽ gặp một đối tượng khác tốt hơn. Hay quá, Thập Nghĩa Mùi nói rất là hay á. Không ngờ từ ngày cô bắt cướp rất uy mãnh, còn đối nhân xử thế vẫn dũng cảm, đối mặt rất là hay. Biết nghĩ thông suốt là đúng. Cô biết nghĩ vậy thì tốt rồi. Cô và tôi cũng còn rất trẻ, đằng trước còn chặng đường dài phải đi. Tìm người khác để bầu bạn là lẽ thường tình thôi mà. Phải đó. Đến chừng đó Lệ Quân có người bầu bạn, Thập Nghĩa Mùi cũng có người bầu bạn, tất cả chúng ta đều có người bầu bạn. Ăn cơm xong thấy mệt quá à. Chúng ta mau trở về phòng mình để ngủ một lát đi ha. Tôi cũng thấy hơi mệt. Vậy đi thôi. Nhưng bây giờ còn rất sớm. Mới ăn cơm xong không bao lâu mà. Mới ăn cơm không bao lâu, nếu không ngủ một giấc thì sức khỏe của Đông Lâu sẽ chịu không nổi. Phải ha, lâu nay sức khỏe của huynh cũng đâu được tốt. Mọi người đều quan tâm lẫn nhau hay lắm. Sư phụ đã kiểm tra xác của Thích Thể Ninh và ba quý nữ bị hại khác, không biết nguyên nhân cái chết của họ có gì khác biệt. Bẩm đại nhân, 4 quý nữ bị hại đều có cái chết khác nhau hết. Thích quý nữ thì bị đập mạnh vào trán, rồi mới bị kéo bén làm chết. Còn Hà quý nữ thì bị dây đai chiết cổ chết. Và trước đó nữa, Lý quý nữ bị bỏ thuốc mê trước rồi mới dùng cây trâm đâm vào hầu mà chết. Còn người đầu tiên thì họ Ngô đó. Ngô quý nữ thì bị cái mền làm ngạt thở mà chết. Nếu xét theo như vậy thì cách chết của mỗi nạn nhân đều không có giống nhau, tất cả đều không có một điểm chung. Có, chính là hung khí giết nạn nhân đều là những thứ ở trong phòng lấy là có. Vậy tức là hắn không có mưu tính giết người như thế nào? Động cơ giết người chỉ trong chớp mắt. Vậy cái gì khơi dậy động cơ đó? Chỉ cần tìm được điểm chung của các nạn nhân thì mọi chuyện sẽ sáng tỏ. Đại nhân vừa nói thì tiểu nhân mới sực nhớ ra, 4 quý nữ đều bị giết rồi mới được hung thủ mặc y phục vào rồi trải chuốt lại đàng hoàng. Cái này nhất định là một mụ già không xuất giá được, cho nên căm ghét người ta xuất giá. Tóm lại là bị hắn hại chết. Mỗi lần tôi khiêng xác về đây đều bị hắn báo hại bị bệnh một tận. Sao vậy? Trời ơi, thì lần nào cũng mưa lớn, dầm mưa không bệnh sao được. Ý sư phụ nói là mỗi lần quý nữ bị giết đều là trời mưa. Vậy mới nói thật tình không có chuyện trùng hợp đến vậy đó. Trời mưa giết người chết. Ngày mai con gái của ngự sử đại nhân xuất giá, bây giờ trời đang mưa. Mau đến đó coi. Tránh ra đi. Chính là đây. Tránh ra. Tiểu thư nhà tôi sắp xuất giá rồi, không tiện gặp khách, mời hai vị về cho. Ta là không sai đại sứ Thủy Đông Lâu, lần này đến điều tra vụ án quý nữ bị giết liên hoàn. Có lẽ tiểu thư nhà ngươi bị hại, không được cản trở. Đứng tay. Bốn tòa đã thay mặt hai người giải thích rõ với ngự sử đại nhân. Cũng may Trương đại nhân thông hiểu, hai người nóng lòng muốn điều tra nên không truy cứu.
Lần này quý thầy đến Trương quý nữ do Đông Lâu nhất thời lỗ mãn, phiền ân sư tạ lỗi dùng. Đông Lâu nhân đây xin cảm ơn. Đó là sự sơ suất vô ý. Chỉ cần hai người mau bắt hung thủ về quy án, để quý nữ các phủ trong cung yên lòng xuất giá thì công đức vô lượng. Đông Lâu chỉ mới tìm được 3 điểm chung của các quý nữ bị hại. Thứ nhất, tất cả họ đều xuất thân danh môn. Thứ nhì, họ đều bị giết trước 1-2 ngày khi xuất giá. Thứ ba, lúc họ bị giết, trời đều đang mưa. Trương quý nữ phù hợp với 3 điểm chung này, chúng tôi sợ cổ gặp chuyện cho nên đến coi. Ha, ai ngờ không có chuyện gì hết. Còn Thổi Càng đánh trống rành răng được đưa đến nhà trai nữa. Có lẽ còn nhiều điểm chung mà chưa tìm được, cho nên chúng tôi cần phải xem lại tất cả các tư liệu. Cậu có thể hiểu rõ tường tận, hung thủ nhất định không thể tàng hình. Ta tin việc phá án chỉ trong này mai thôi. Mong được như đại nhân nói. Đã coi hết các tư liệu, ngoài 4 quý nữ này bị giết khi trời đang mưa, 3 người còn lại lúc xuất giá trời cũng đang mưa mà, nhưng lại không có bị hại. Liệu có phải trời mưa giết người chỉ là một sự trùng hợp hay không? Trong việc này nhất định có huyền cơ, tạm thời chúng ta chưa tìm ra thôi. Manh mối thì chưa tìm được, nhưng lễ tiết phức tạp về cưới hỏi thì mùi đã thuộc hết rồi. Thì ra nội trang sức cho của hồi môn phải có 8 món lớn, 8 món nhỏ. Còn phải đòi hỏi đặt ở tiệm vàng nào? Ở kinh thành nhất định phải đặt ở tiệm vàng Tứ Hỷ mới có khí phái. Sau này dòng long phùng của muội phải đặt ở tiệm vàng Tứ Hỷ, tiệm khác muội không có nhận đâu. Ngày vui của Lệ Quân muội đương nhiên do muội quyết định rồi, có phải nói vậy không? Chỉ cần thành tâm với người mình thương yêu, dòng long phụng mua ở tiệm vàng nào cũng đâu có gì quan trọng đâu, phải không? Thầm nghĩ muội không câu nệ tiểu tiết ghê. Gì chứ, đời người xuất giá một lần, chuyện đó đâu thể sơ sài được. Nói đến trang điểm thì trước đây ai cũng tìm Châu sư phụ, nhưng 2 năm gần đây thì ai cũng đến tìm Nghi Dung Viên Hoa Tương của đới sư phụ. Phải ha, năm nay có 13 quý nữ xuất giá, trong đó có 8 người đều nhờ ổng trang điểm. Con người của đới sư phụ dí dẫm vui vẻ, Nghi Dung Viện của ổng hả có đủ mọi thứ, cho nên trang điểm rất là đẹp. Lần này thiên kim của ngự sử đại nhân xuất giá vốn cũng định mời đới sư phụ đó, nhưng mà lão phu nhân ở kim phủ đãi tiệc thọ đã đặt đới sư phụ trước, cho nên Trương tiểu thư đành phải mời Châu sư phụ. Thôi đã, quý nữ xuất giá có 7 lần trời mưa, có 4 người bị hại phải không? Lần này trời mưa, đới sư phụ không có trang điểm giùm cổ, cũng không có ai bị hại. Ông nghi ngờ người của đối sư phụ, nhưng họ từng trang điểm cho 8 tầng nương, họ cũng đâu có sao đâu. Quyền cơ chính là ở đây. Quyền cơ gì vậy? Mọi người coi, tầng nương được đối sư phụ trang điểm có 4 người bị hại, và đêm họ bị hại đều đang trời mưa. Tôi hiểu rồi, những quý nữ xuất giá đều được những người của đối sư phụ trang điểm, tình cờ trời lại mưa cho nên mới bị hại. Vụ án giết người liên hoàn có 4 điểm chung, tức là họ đều được đối sư phụ trang điểm. Cả nhóm có 5 người, vậy kẻ nào mới là hung thủ? Hôm nay bổn quan đến đây là vì vụ án Thích Thể Ninh bị giết. Vì trước khi Thích tiểu thư bị giết đã mời Nghi Dung Viện của đối sư phụ trang điểm thử giá y dùng, nên theo quy tắc đến điều tra. Thảo Dân hiểu. Thích tiểu thư bất hạnh bị hại, Thảo Dân cũng muốn góp chút sức giúp hai vị sớm bắt được hung thủ, để Thích tiểu thư không bị chết oan. Đêm đó khi ông trang điểm cho cổ, có người nào khả nghi xuất hiện không? Hoặc là Thích tiểu thư có tiếp xúc với người nào không? Không có, chỉ có tỳ nữ trong nhà cổ và vài người bạn đưa dâu thôi. Nghe nói đêm đó người ở Nghi Dung Viện cũng qua đêm ở Thích phủ. Đó là quy tắc trong nghề, đâu có gì đặc biệt. Nhưng chúng tôi đã hỏi những người đến đưa dâu, đêm xảy ra vụ án Thích tiểu thư đã nổi giận lên, có phải không? Phải, nhưng chỉ có tới Phụng Bila thôi. Con người của hắn chải tấu có thì giỏi, còn ăn nói thì ấp ăn úng. Bila vài câu thì trốn biệt ở trong phòng. Tới Phụng ra kìa. Tới Phụng à, họ là người của quan phủ đó. Đứng lại cho ta. Chạy đi đâu? Đêm xảy ra vụ án, ngươi. Tôi không biết gì hết, đừng bắt tôi. Tần Tế Phụng, bổn quan còn chưa hỏi ngươi, ngươi không biết cái gì? Đừng bắt tôi, đừng bắt tôi. Tôi không biết, không biết. Đại nhân, ở phòng của Tân Tế Phụng tôi đã tìm được huyết y này và đôi giày này. Tôi đã hỏi mọi người, bộ y phục này Tân Tế Phụng thường hay mặc. Chưa hết, đôi giày này và dấu giày mà chúng ta phát hiện ở hiện trường hoàn toàn phù hợp với nhau. Vậy tức là hung thủ mà đêm hôm đó Dạng tiểu thư nhìn thấy từ trong phòng đi ra chính là hắn, Tân Tế Phụng. Tôi không biết, tôi không biết. Không biết, chứng cứ đã rành rành ngươi còn không nhận. Máu, có nhiều, nhiều máu quá, nhiều máu quá.
nhiều máu quá. Thì ra Thể Ninh đã bị giết hại như vậy đó. Chúng ta đã tái diễn lại những gì mà hắn khai nhận, hoàn toàn phù hợp với tình hình của đêm xảy ra vụ án. Vậy chứng tỏ hắn chính là hung thủ giết người. Đêm đó hung thủ từ trong phòng đi ra, hãy kêu hắn làm y như đêm đó lần nữa đi. Phải rồi, chính là hắn. Hung thủ đêm đó nhất định là hắn. Tôi nhận ra lưng của hắn, tôi nhận ra vết máu trên y phục, nhất định là hắn rồi. Chính ngươi đã giết chết Thể Ninh, tao bắt ngươi phải đền mạng. Cẩn thận, hắn là hung thủ giết ngươi. Thế Phụng, ngươi hãy suy nghĩ kỹ, ngươi làm sao lôi thích Thể Ninh ra? Lôi ra? Cái kéo đập chết cổ. Máu. Đừng hỏi nữa, ông hỏi bao nhiêu lần hắn cũng chỉ biết nói máu vậy đó. Đúng rồi, hắn chính là hung thủ đó. Đêm đó hắn làm hư cây trâm của Thể Ninh. Thể Ninh chỉ là hắn có vài câu thì hắn đã hung bạo mà giết người. Hắn đáng tội chết. Phải đó, ba quý nữ trước đó chắc chắn cũng do hắn giết. Chúng ta bắt hắn, tức là trừ hại cho dân. Lệ Quân đã nhận ra Tế Phụng là hung thủ ngày hôm đó. Nhân chứng vật chứng đều có đủ. Hãy bắt giam Tế Phụng rồi xét xử sau. Dạ, đại nhân. Lục Tú, cô có ở đây không? Bé An! Mẹ ơi! Thương mẹ nhớ con quá. Trời ơi, sao lại ho rồi? Để mẹ lấy sữa bối từng thịt cho con uống nha. Qua đi. Không gặp thời gian mà vẫn còn rất thương con hả? Không uổng công tôi lặn lội đường xa đem con đến cho cô gặp. Bé ăn ngoan nha, để ngồi rồi uống nha con. Quỳnh muốn lấy ngân lượng hả? Không có. Không có hả? Sao? Là muốn khóc hả? Sao vậy? Đó chứ. Hả? Lại Nhân, cậu đừng quá đáng. Đại tẩu tên xấu xa này lại đến đòi ngân lượng. Mỗi công đưa hắn thì hắn ngược đãi bé An. Cậu đừng ở đây gây sự nha. Tôi đã nói rồi, một lần gặp là 300 lượng, cộng thêm tiền đi lại đại phu nữa là 500 lượng. 500 lượng? Tôi kiếm được ra nhiều ngân lượng chứ. Cô không có, nhưng mà cô có mỏ vàng. Người mà tên gì, Sử Kiều Dượng, Sử Sư Gia gì đó. Tôi không cần nói nhiều với hắn, đừng đưa. Trời, bé An bị ho dữ quá. Nếu không đưa ngân lượng cho hắn đưa bé An đi đại phu thì bé An sẽ ho chết. Cô đừng khờ quá, tôi không tin hắn lại để cho bé An phải chết. Tên cặn bã như hắn coi con mình như mỏ vàng. Ngày nào hắn còn đến đòi tiền thì ngày đó sẽ không để bé An có bị gì đâu. Được, mấy người cứ giữ kỹ hầu bao đi. Đợi đến chừng đó con tôi bị bệnh đến đần luôn, sau đó tôi đập gãy chân nó, thảy nó ra đường làm ăn xin. Đến lúc hai chân nó duỗi thẳng thì mấy người bỏ tiền ra mua chiếc chiếu quấn nó lại, rồi thảy nó vào bãi tha ma. Sửa sư gia, tôi cầu xin ông, hạng người như hắn chuyện gì cũng dám làm hết. Ông giúp tôi lần nữa đi sửa sư gia. Ra đây là 50 lượng, đủ cho ngươi đi đại phu mấy lần đó. Quả là có tình có nghĩa ha. Cô thì thương đứa con, còn hắn thì thương cô. Vậy thì mau chóng đưa tôi 450 lượng nữa đi. 50 lượng này trị ho không được bao lâu đâu. Đi. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi. Mẹ ơi. Trời ơi, mẹ ơi, sao con lại đứng ngoài này? Trời ơi, sao mà nó quấy gì nè? Con bị sốt rồi, vào trong đi. Nè, Quỳnh làm gì vậy? Tôi cố tình bắt con đứng ngoài hứng gió đó. Nè, Lại Dân à, Quỳnh có còn là con người không? Nó đang bị bệnh mà. Cô thấy sót hả? Nếu cô thấy sót thì kêu người đàn ông của cô đem 450 lượng tới đây, tôi sẽ cho cô dẫn nó đi đại phu. Nè, nếu bây giờ không có ngân lượng, đừng có hòng đụng đến con nghe. Lại Dân, đừng giở trò trước mặt ta nữa. Nói mau đi, tôi cần bao nhiêu ngân lượng mới chịu trả con lại cho cô Tú. Chà, thì ra con tôi là con ngỗng biết đẻ ra trứng vàng. Vậy không lý nào tôi lại làm thịt nó. Đương nhiên tôi phải tính từng chút với ông rồi. Để Sử Sư Gia ông ơi suốt đời phải kiếm ngân lượng cho tôi. Trời, tôi biết mấy. Tin cặn bã đi. Có tin ta bắt người về nha môn, nhốt người 7 ngày 7 đêm, hành hạ người sống dở chết dở không? Cho dù bây giờ ông chém đầu tôi cũng vô ích thôi. Con tôi họ Lại, nó có rất nhiều chú bác từ đường Lại thị vẫn còn đây. Làm gì đến phi người họ Lục như Lục Tú cô này đòi lại đứa con. Đó gọi là luật nhà Minh. Nếu bây giờ ông không có ngân lượng đưa tôi thì ông đừng có ở đây cản đường cản lối. Bây giờ tôi phải đem con đi tắm nước lạnh, thấy không? Nó là con tôi, mấy người làm gì được tôi. Ý, bé An, con trai tôi đâu rồi? Bé An, bé An, bé An, bé An.
Bé An! Bé An! Bé An! Con tỉnh lại đi! Trời ơi! Bé An! Tỉnh lại đi! Đại Phu! Cứu mạng đi Đại Phu! Đại Phu à! Con trai tôi sao rồi? Mạch thường rất yếu, khí sắc bị nhược, e rằng không thể qua khỏi đêm nay. Nghiêm trọng vậy sao? Nó chỉ bị nhiễm chút phong hàn và bị chó cắn vào tay thôi mà, sao lại nghiêm trọng đến mất mạng? Con trai của cậu đã bị chó dại cắn, đó là bệnh chó dại không có thuốc trị. Cậu hãy chuẩn bị hậu sự cho cháu đi. Chết rồi, nếu bé An mà chết thì mình có nước đi ăn xin. Không được, Đại Phu à, ông nhất định phải nghĩ cách cứu con trai tôi nha. Thứ lộ cho lão phu không thể giúp cậu, bệnh này thật sự không thể cứu được. Ê, tiền khám đâu cần nhiều vậy? Thổi bạc này là muốn nhờ đại phu che giấu giùm, đừng bao giờ nói là đã gặp cha con chúng tôi nha. À, trời ơi, trán nó còn rất nóng. Nè, dù sao cũng từng là phu thê, đừng nói tôi không có lương tâm. Nếu không phải tôi có chuyện đi khỏi đây, mắt công dẫn theo đứa con cho vướng tay, thì tôi tuyệt đối không có bán đứa con cho cô. Nói tóm lại là bây giờ tôi bán với giá 500 lượng, một tay giao ngân lượng, một tay giao người. Sự sư gia, con trai người biết đẻ trứng vàng mà sao lại tốt bộ bán đứa cho bọn ta vậy hả? Hả? Hình như bé An bị sốt cao à. Trời ơi, tại phong hàn chưa giải thôi, tôi mới đưa nó đi đại phu, vừa uống thuốc rồi đó. Đợi ra mồ hôi một chút thì sẽ khỏi à. Sáng mai tôi phải ra khỏi thành. Ờ à, thôi được rồi, bán rẻ cho ông, bớt 100 đó, chẳng 400 lượng đi. Ý, không ổn đó. Coi bé An nè, tay còn bị thương nữa. Nghe nói gần đây có con chó dại hay cắn người, liệu có phải bé An đã bị chó dại cắn không? Trời ơi, làm gì có. Hồi nãy tay chân nó bủng rủng nên nó dấp té thôi, vài ba hôm sẽ khỏi mà. À, thôi về đi, về đi. Coi như đập bể cái chén đại hạ giá đó, bớt thêm 100, còn 300 á, được chưa? Trong rừng thì có thể lấy bé. Sử sư gia, tôi chỉ quyết định vậy đi. Không được đâu. Cô coi nè, đứa nhỏ bị hắn làm ra nông nổi như vậy, không biết có mắc bệnh nan y hay không nữa. Lấy lại làm gì? Nè, dù sao hắn cũng nói tôi thương cô mà. Hay là vậy, tôi và cô sinh một đứa ha, nguyên vẹn khỏe mạnh còn tốt hơn. Đi thôi, bỏ đi. Bỏ. Ê, về mắt rồi hả? Bớt 100 nữa được không? Vậy một giá chót 50 lượng. Vậy sao được sử sư gia? Cô Tú mang thai 9 tháng, xài của tôi đâu chỉ có 50 lượng. Không được hả? Không được thôi, để chỗ khác ha. Nè, về đi. Một đêm vợ chồng 120 lượng chịu không? Sử sư gia, 120 lượng coi như là tôi mượn của ông đi. Chỉ cần lấy lại bé An, cô cổ đến mấy tôi cũng trả lại cho ông. Được, nhưng mà vậy, giấy trắng mực đen viết là bằng chứng, trên khế ước phải ghi rõ ngươi nhận 120 lượng rồi bé An sẽ thuộc về cô Tú, sau này không ai nợ ai, cũng không hề hối hận. Được, chỉ sợ là ông không chịu làm khế ước với tôi thôi. Nè, từ đây bé An là của cô, sau này nó có bệnh hoạn đau ốm gì sống nuôi chết chôn vậy cũng không liên quan đến tôi nữa. Cảm ơn sử sư gia. Cô Tú, đây tổ. Ý, mẹ Thập Nghĩa, bà đến đúng lúc á. Sau này bà đừng nói tôi vô lương tâm nha. Bây giờ tôi đã giao bé An lại cho cô Tú rồi đó. Mà ai, mà nói con ngủ dậy chỉ đưa con đi thả chiều mà. Bé An, con không sao hả? Cái thằng nhảy ranh này, chẳng phải hồi nãy còn hôn mê hả? Là nhân, kẻ bị hôn mê là ngươi đó. À, thì ra các người câu kết nhau gạt ta. Thiện ác sau cùng cũng có quả báo, người gieo nhân nào thì gặp quả đó. Tên cặn bã, đừng có tin ta bắt người về gia môn, nhốt người 7 ngày 7 đêm hành hạ người sống dở chết dở không? Ê, cho dù bây giờ người chém đầu ta cũng vô ích. Con uống chén thuốc này rồi, con sẽ ngủ. Ngủ dậy thì con sẽ hết bệnh, rồi mợ sẽ dẫn con đi thả diều ha. Bé An, lại chân đến kìa. Bé An, con tỉnh lại đi. Trời, Bé An, con sao vậy? À, thì ra bệnh chó dại là giả.
mấy người cấu kết lại đây phù gạt ta. Vì Trần Đại Phu bất bình với những việc làm của ngươi nên mới giúp bọn ta thôi. Lại nhân, ngươi đừng quên giấy bán thân ngươi đã chấp nhận ký tên vào rồi. Trên đây là giấy trắng mực đen đã ghi rõ ràng ngươi đã bán lại bé An cho Lục Tú Cô với giá là 120 lượng. Cho dù ngươi kiện phủ nha, kiện tới kinh thành, ngươi cũng không chối cãi được đâu. Lại nhân, đó là luật lệ nhà Minh đó. Ngươi không thể đấu lại sử sư gia. Nói về luật nhà Minh, đọc ngược ta cũng thuộc hết. Về tài trí sư gia hơn ngươi gấp trăm lần. Ngươi mà không đi liền ta sẽ thương ngươi gì đó. Thủy bán. Thủy bán. Ngươi luôn miệng nói ta và cô Tú có tư tình. Ta nhịn ngươi cho tới ngày này là vì chờ đợi ngày hôm nay. Ta phải cho ngươi biết thế nào là công đạo ở tại lòng ngươi. Cô Tú, tôi nói với cô rồi, phải trừng trị tên xấu xa này, dành lại đứa con cho cô. Sử Kỳ Dượng này, dám nói là dám làm. Ý, trời ơi bức quá à, giống như sắp trời mưa vậy. Khi nào trời mưa cũng không quan trọng, chỉ cần tối nay không mưa là được rồi. Có quý nữ xuất giá sao? Có cũng không liên quan đến huynh, đã bắt được hung thủ rồi. Tối nay chúng ta đi ngắm lồng đèn nha. Ngắm lồng đèn gì? Tối nay Tây Viên có hội hoa đăng, huynh không đi với muội thì đi với ai? Nè, bây giờ muội phải đi chuẩn bị, tối nay gặp. Phụ nữ, lúc nào cũng chỉ nói không cho người ta nói. Thủy Đông Lâu. Chuyện gì vậy? Không có gì, tối nay chúng ta đến Tây Viên ngắm lồng đèn. Ngắm lồng đèn? Ủa làm sao vậy? Làm gì? Mụi thấy phá vụ án rồi lại không có gì làm cho nên đi ngắm lồng đèn đi. Không được, không được. Tôi đau bụng không đi với cô được. Hả? Quỳnh đau bụng hả? Không sao, mụi ở lại với Quỳnh. Cô ở lại? Không lẽ Quỳnh bị bệnh, mụi lại để Quỳnh ở nhà một mình sao? Nói hồi hết đau rồi. Chứ chà, thật nghĩ mụi cô giỏi quá, giỏi, giỏi lắm à. Cô số 1, giỏi à. Không sao thì tốt rồi, chúng ta có thể cùng đi ngắm lồng đèn. Lồng đèn, lồng. Trời tội ơi, chuyện đến nước này chết thì chết, đến nước nào hay bước đó. Đến nước nào hay bước đó là sao? Hả? Thì coi lồng đèn là như vậy, đi một bước nhìn cái, rồi đi thêm bước, rồi lại nhìn cái. Nên mới nói đến bước nào hay bước đó. Quỳnh có nhiều trò tinh nghịch quá. Quỳnh có biết lần này là lần đầu tiên chúng ta nắm tay nhau đi ngắm lồng đèn không? Hạnh phúc quá. Phải đó, vui ghê đó. Thập Nghĩa Mụi, Thập Ngụi, lát nữa tôi có chút chuyện đến nhà môn. Tối nay cô tự đến hội hoa đăng đợi tôi, đợi ngoài cửa nghe biết không? Cũng được, gặp ở ngoài cửa nha, không gặp không về. Mẹ nhớ đó nghe, nhớ đội nghe, biết không, nhớ tạm biệt. Tối nay gặp. Thủy Đông Lâu đáng ghét, không biết đi đâu rồi. Ý, sao Quỳnh lại từ chỗ này ra? Không, tôi đến đây sớm nhưng cô chưa tới, cho nên vào trong đảo vòng, chà trong đó náo nhiệt lắm á. Chúng ta đi ha, đi được hả? Đi vô ha, vô coi ha. Chà, hồi qua đang ở kinh thành náo nhiệt quá ha. Ý, có câu đố nè, chúng ta thi câu đố đi. Mấy câu đố này có gì vui đâu. Chà, hãy coi mấy chỗ hoa bên đó rất là đẹp á. Chúng ta qua đó ngắm hoa nghe được không? Nè, thôi đi. Chà, hoa này đẹp quá. Thập Nghĩa Mụi à, chúng ta hãy chơi trò chơi duyên phận đi. Trò chơi duyên phận là sao? Nè, hãy ngoan ngoãn nhắm mắt lại, đến 10. Sau đó tôi kiếm chỗ nào núp vào, nếu sớm tìm ra tôi thì chúng ta càng có duyên phận, có được không? Được. Vậy bắt đầu nhắm mắt lại nghe. Không được mở mắt ra nghe. Chắc chắn mụi sẽ tìm ra Quỳnh. Lại nhớ là không được ra khỏi rừng hoa nghe biết không? Được rồi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Qua rụng người cô đơn, mưa phùn yến sông phi, đoán một chữ là chữ gì đây? Sao hả? Còn chưa đoán được sao? Đông Lâu à, vừa đến đây thì Quỳnh bắt mùi ở đây đố mà còn đố chữ khó nữa. Thôi coi, qua rụng người cô đơn tức là bộ nhân mưa phùng yến sông phi, tức là chữ lưỡng, bên bộ nhân thêm chữ lưỡng tức là lưỡng nhân. Quỳnh giỏi quá à.
Công tử quả là thông minh, hai vị đúng là tiểu lưỡng khẩu. Dĩ nhiên rồi, Đông Lâu là tiến sĩ học rộng hiểu nhiều, tài cán nhỏ mọn này đâu thử thách được quên ấy. Đông Lâu à, chúng ta đến chỗ khách đố tiếp đi. Bí thư, có phải cô đang nói tôi với cô phải không? Đông Lâu đâu? Trời ơi, để cô tìm được rồi, thiệt là không có đáng nha. Quên đi đâu vậy? Làm mũi hết hồn à, tưởng chúng ta không có duyên phận. Ừ, thì bây giờ tôi đang ở đây nè, hãy làm chạy đi. Lần này tới phiên cô núp, tôi đi tìm cô nghe. Không chơi nữa, chúng ta đi ngắm lồng đèn đi. Ờ, ở đây còn rất nhiều loại hoa chứ coi mà. Chà, hoa này đẹp quá. Gì chứ, hồi nãy khi đi tìm Quên mà đã ngắm hết rồi. Trời ơi, vậy ngắm trăng đi được. Trăng tròn quá trời luôn cha. Trăng ở đâu chứ, bị mây che hết rồi. Vậy thì ngắm tôi đi. Chà, vừa đẹp trai vừa hào phóng chà. Yeah. Vậy hãy ngoan ngoãn qua đây ngồi xuống một chút đi ha. Này giờ tôi đi mua bánh bò cho cô ăn nghe, chịu không? Ừ. Đợi tôi nghe. Biết không, đừng đi đâu nghe. Nè Đông Lâu, Quynh đi đâu vậy, vừa xoay lại thì không thấy Quynh. À, Quynh đi, Quynh đi mua kẹo hồ lô mà muội thích ăn đó. Gì? Kẹo hồ lô đâu? Nhiều đồ đi xếp hàng nhưng nhiều người xếp hàng quá. Nhưng mà không có sao, bây giờ đi xếp hàng lại. Chà, kẹo hồ lô đây. Nè, Quynh nói là mua bánh bò mà. Tôi thấy kẹo hồ lô này rất ngon cho nên mua cho cô ăn thử. Cũng được. Thôi, để tôi đi mua cho cô nghe. Dạ, bánh bò đây. Muội muốn ăn kẹo hồ lô mà. Đi mua, đi mua, đi mua. Mua lộn. Ý, hộp với muội đâu? Ý, người này cũng mất luôn. Chết rồi, đi đâu vậy? Sao đúng lúc quá trời. Vậy ông có biết người đàn ông tệ nhất là cái gì không? Hả? Uống trà không trả tiền. Uống trà đi. Tệ nhất là không có chung tình. Tả hữu phục nguyên, kẻ phong lưu bắt cá hai tay. Nếu là cô sẽ xử lý hạng đàn ông này như thế nào? Tôi sẽ điều động binh mã của cha bắt giam hắn trước, rồi chặt đầu hắn để làm gương. Xong rồi quất xác hắn, xẻo từng miếng thịt trên người hắn ra, băm nát hết, sau đó đem cho chỗ ăn. Hay. Nhưng nếu là thập nghĩa muội này thì sẽ chặt tay phải bắn ra trước, rồi chặt tay trái ra, sau đó rải muối lên vết thương của hắn, rồi tiếp tục chặt chân phải, chặt chân trái của hắn ra, khiến hắn trở thành người gỗ, để hắn muốn chết không được, muốn sống không xong. Tôi lỗi tại tôi có lỗi với hai người, tôi biết lỗi. Vậy chỉ là do lỗi của ông rồi. Nếu như ông có mặt ở đó thì tên xấu xa đó không đắc ý tới như vậy. Tội nghiệp cho cô nương đó, bị gã đàn ông xấu xa lương gạt tình cảm cũng không nói tiếng nào. Người đàn ông xấu xa đó thì chính là người đàn ông đã gặp trong hội hoa đăng đó. À, người đàn ông đó hả? Tôi biết rồi. Người đàn ông đó hả? Có vị hôn thê giàu có, còn chưa thỏa mãn, còn đi tư tình với nô tỳ nữa. Phải đó, hắn dẫn nô tỳ đi ngắm lồng đèn, ai ngờ quan gia ngõ hẹp bị hôn thê bắt gặp. Tên xấu xa đó nhìn thấy vị hôn thê liền nói dối là cô nữ tỳ cám dỗ hắn. Phải đó, thế cổ tát vào mặt hắn lia lịa mà hắn cũng không dám hó hé một tiếng nào. Quynh nghĩ coi, hắn xấu xa như vậy có đáng bị giết chết không? Cũng tại ông hết, không có ở đó. Nếu không, bắt hắn về nha môn đánh 80 roi. Rồi nhốt hắn vào thiên lao suốt đời không được thả ra. Ý, Thủy Đông Lâu, sao ông lại toát mồ hôi vậy? Nóng mà. Giờ này mà nóng sao? Uống trà. Thầm nghĩa muội, cô cũng đến ngắm hoa đăng hả? Phải đó, còn cô đi một mình hả? Phải ha. Dĩ nhiên là không phải. Tôi đâu có đi một mình. Còn tôi? Dĩ nhiên tôi cũng không hề đi một mình.
Ông Châu! Khách quan, có chuyện gì vậy? À, tại sao trà của ông nhạt nhẽo không vị lợt không màu, chứng tỏ là ông lừa gạt. Có muốn tôi bắt ông về nha môn không? Hả? À, không phải chứ khách quan. Nè, chuyện đâu có gì là nghiêm trọng đâu. Trời, sao lại không có gì? Chính những gian thương này đã làm cho kinh thành này lộn xộn phức tạp lên đó. Thử nghĩ coi ông đáng tội gì đây. Ông cũng thiệt tình, đây là thủy đại nhân, phải tiếp đãi chu đáo chứ. Mau đổi bình trà khác đi. À, xin lỗi đại nhân. À, tóm lại lần này bổn quan cho ông cơ hội, hãy về nhà kiểm điểm lại mình có biết không hả? Thôi đi 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 đi. À, dạ, cảm ơn đại nhân. À, vụ án của Tế Phụng ta đã nghĩ được ra cách rồi. Mau theo làm gì? Đường tiểu thư, cách trang điểm này rất hợp với cô. Ngày mai cô xuất giá nhất định sẽ khiến cho Tân Lang cảm thấy bất ngờ. Không với mũi, không với mũi, cô không thể có chuyện gì, cô không thể chết. Con sao thì tốt quá, làm tôi rất lo. Đúng vậy, bốn quý nữ đó là do tôi giết. Bọn họ thấy tiền sáng mắt, ham giàu sang, tất cả đều đáng chết. Tôi là Phương Chí Bằng, vốn xuất thân từ danh môn. Đáng tiếc 6 năm trước gia đình bị sa sút, tiểu thư nhà quan vốn có hôn ước với tôi, đang đi thành thân với người khác. Chúng ta đã từng thề non hẹn biển, thề suốt đời không xa nhau. Huynh biết cha muội cho huynh nghèo, buộc muội thành thân người khác. Bây giờ chúng ta còn thời gian đi theo huynh. Huynh làm rồi, là tôi đòi lấy các văn bằng học sĩ Hàn Lâm. Huynh ấy được triều đình trọng dụng, tương lai sáng lạng. Tôi thành thân với huynh ấy thì tôi sẽ có vinh hoa phú quý hưởng không hết. Không đâu, không đâu, muội sẽ không nói như vậy. Muội nói sống chết ở bên huynh mà. Tôi thân ngọc mình ngà, làm sao có thể cùng huynh suốt đời chịu khổ không có ngày thành tài. Huynh đừng có nằm mơ. Nếu huynh không đi, tôi sẽ kêu người bắt huynh đi. Cô đang chết, đang chết. Họ mà đáng là quý nữ gì, tất cả đều đê tiện. Đang chết, họ đang chết, họ đang chết, họ đang chết. Nhà môn đã điều tra, đối sư phụ chính là phạm nhân Phạm Chí Bằng mà trước đây đã giết người bỏ trốn. Hắn mai danh ẩn tánh, không bao lâu hắn trốn lên kinh thành. Với tay nghề trang điểm nổi bật của hắn nên đã tạo được danh tiếng ở kinh thành. Vì phải tiếp xúc với các quý nữ đã khơi dậy tâm ma nên nảy sinh động cơ giết người. Đúng là nhìn mặt không thể bắt hình dong. Nhưng làm sao huynh lại biết Tế Phụng không phải là hung thủ thật sự mà lại giăng bẫy để dụ hung thủ thật ra? Có hai nghi điểm. Nghi điểm thứ nhất, hôm đó khi tôi tra hỏi Tế Phụng, hắn sợ đến nỗi cái nơi trước ngực cũng quên, không biết thắt nữa. Vậy tôi hỏi sau khi giết người làm sao có thể bình tĩnh đến nỗi thay hỷ phục cho nạn nhân? Giả sử hắn không phải là hung thủ thì làm sao biết rõ từng chi tiết khi thích thể nên bị hại chứ? Đó chính là nghi điểm thứ nhì. Hôm đó khi tôi tra hỏi Tế Phụng về quá trình giết người, nhưng hắn không thể nào trả lời được. Đến khi tôi đến trước cửa sổ thì tôi mới hiểu là tại sao. Cho nên huynh khẳng định Tân Tế Phụng từ ngoài cửa sổ nhìn vào chỉ là kẻ bàng quan chứ không phải là hung thủ giết người. Vậy tức là hắn chỉ nhìn thấy tình cảnh thích thể nên bị lôi ra và giết hại thôi. Lúc đó tôi rất sợ nên bỏ ra ngoài. Huynh không có giết người, tại sao không chịu nói sớm? Đó sư phụ mới là hung thủ chứ. Sư phụ đã cứu tôi, cho tôi ăn cơm. Tôi không thể khai lại sư phụ. Cho nên thà bị người ta vu oan cũng không khai hắn ra. Thì coi như tôi trả
trả mạng sống lại cho sư phụ. Tế Phục, huynh có thể đi được rồi. Huynh không phải là hung thủ. Ở đây có ít ngân lượng, hãy cầm lấy đi. Với tay nghề của mình, sau này nhất định có người mời huynh làm tóc. Yên tâm đi, sau này nhất định sẽ sống khá hơn. Cảm ơn đại nhân. Chết rồi, không biết đi đâu nữa. May quá, mưa càng lúc càng lớn. Tìm gì vậy? Thì khúc cây đó, bên ngoài trời đang mưa bị ướt đó, thì sẽ bị mốc lên đó. Quý qua ở đây nè, trả cho huynh đó. Nè, trời, sao lại lấy xài vậy? Lỡ như lồng đèn bị cháy, sẽ cháy luôn khúc cây đó. Bắt trước huynh thôi, lúc trước huynh cũng vậy mà. Trước đây tôi như vậy, đâu có nghĩa bây giờ hoặc sau này cũng vậy đâu. Có những thứ trước đây mình thấy không quan trọng, đến khi đánh mất rồi mới phát hiện nó rất là quan trọng đối với mình. Cô có hiểu không? Cái gì trước đây bây giờ rồi sau này nữa, nào là quan trọng rồi không quan trọng. Thật ra huynh nói gì muội không hiểu. Lần trước tôi nói cô không hiểu cũng không có sao, nhưng lần này thì cô không thể nào mà không hiểu được. Nếu muội không hiểu thì huynh nói rõ cho muội hiểu đi. Tức là, này nêu ví dụ. Trước đây tôi coi cô là khúc cây, cảm thấy xài tốt, xài bền. Ai ngờ xài lâu rồi mới biết nó rất vừa tay, không có nó không được, cô hiểu không? Vậy sao? À, nhưng thực tình muội không biết huynh nói câu nào là thật, câu nào là giả hết á. Huynh cũng hay nói với Xuân Hoa Thu Nguyệt như vậy mà. Xuân Hoa sẽ không hút báo giùm huynh, Thu Nguyệt sẽ không cổng huynh đi đại phu. Trên đời này không ai tốt như huynh, quan tâm huynh giống như muội. Cho dù xảy ra chuyện gì, muội cũng đặt huynh lên hàng đầu. Hình như là huynh cứu muội mà. Muội chưa bao giờ thấy huynh lại hoảng sợ lên như là bị điên mà đập vào đới sư phụ đó. Mà mình bị đụng đầu cũng không biết. Thật lòng huynh sợ đới sư phụ sẽ giết muội. Nếu không có muội, huynh không biết mình sống trên đời này còn có ý nghĩa gì nữa. Bây giờ huynh mới hiểu, huynh không thể nào mất muội. Không biết có thật không? Gì vậy? Mẹ nói nếu người nào mà nói dối thì tim sẽ đập thình thịch thình thịch thình thịch thịch. Bây giờ muội sờ tim của huynh để coi huynh có nói dối hay không. Huynh không có nói dối, huynh thật lòng yêu muội.今日若记住，一生尽力为民，为了实现真理想，遇上艰辛都坚忍。以身手兼且机智，扶持贫困以恶为耻。所有事只要是有理，想做就做，天晓知。从不贪，漠视名利，不以权贵似势灵气。快乐人我做人真心，将秘技无留余地。 知道知以善知，明知不知所知知，乐观一生以有智慧，正气有意思。行恶身真心，心做人壮志，行恶诈骗人真知，和我与你一起，等觉这诚意。